Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 cái thủ thuật ở trên ứng dụng Zalo để các bạn sử dụng cái ứng dụng Zalo này được thuận tiện và dễ dàng hơn nha. Cái thủ thuật đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn đó là cái chế độ Dark Mode ở trên Zalo. Thì khi mà các bạn bật cái chế độ Dark Mode này lên á, thì cái điện thoại của các bạn sẽ tiết kiệm pin hơn là thứ nhất. Thứ hai là khi mà các bạn sử dụng cái chế độ Dark Mode này vào buổi tối á, thì mắt của các bạn nó sẽ đỡ bị mỏi hơn, đỡ bị hư mắt hơn. Thì để làm được điều này rất đơn giản luôn, các bạn hãy mở cái ứng dụng Zalo của các bạn lên nha. Sau khi mà mở cái ứng dụng Zalo của bạn lên xong thì các bạn chạm vào cái chữ thêm là cái hình ô vuông ở phía dưới góc bên phải nè. Các bạn chạm vào chữ thêm, hình ô vuông ở phía dưới góc bên phải nè. Sau khi mà chạm vào đây xong thì các bạn chạm vào cái chữ cài đặt là có hình răng cưa hình bánh xe ở phía trên góc bên phải nè. Các bạn chạm vào đây. Sau khi mà chạm vào cài đặt này xong thì các bạn chạm vào cái chữ đó là giao diện điểm cho mình nha. Các bạn chạm vào chữ giao diện điểm cho mình. Thì ở đây có chế độ sáng và chế độ tối nha. Thì các bạn chạm vào cái chế độ tối. Mình rất là hay sử dụng cái chế độ này luôn vì nó khá là tiết kiệm pin và mắt mình nó cũng đỡ mỏi hơn á. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn cứ chuyển sang chế độ sáng nha. Nhưng mà theo mình khuyên thì nếu mà các bạn sử dụng Zalo nhiều thì nên sử dụng cái chế độ này nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bật sang chế độ sáng để mà mình giới thiệu cho các bạn được dễ dàng hơn nha. Ok, thì cái thủ thuật thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn đó chính là sao lưu tin nhắn nha. Thì sao lưu tin nhắn này mục đích của nó là để làm gì? Sao lưu tin nhắn này để cho các bạn khi mà các bạn đổi cái tài khoản của các bạn ạ. Khi mà các bạn đổi tài khoản, đổi số điện thoại là một này. Thứ hai là các bạn đổi cái khi mà các bạn có thể là bị mất điện thoại, bị mất SIM. Thì khi đó các bạn đăng nhập lại cái tài khoản Zalo này. Thì có cái sao lưu này thì những cái tin nhắn và những cái hình ảnh của các bạn ở trên Zalo nó sẽ vẫn còn nha. Nếu như bạn không sao lưu á thì nó sẽ bị mất đi. Thì mình khuyên là các bạn nên sao lưu cái tin nhắn ở trên Zalo nha. Thì cái cách làm rất là đơn giản luôn, các bạn hãy cũng tương tự như vậy. Mở lên và các bạn chạm vào cái chữ thêm ở phía dưới bên phải nè. Sau khi mà chạm vào chữ thêm này xong các bạn lại tiếp tục vào cài đặt nè. Và các bạn chạm vào cái chữ là sao lưu và đồng bộ tin nhắn giùm cho mình nha. Đó, thì khi đó nó sẽ hiện lên như thế này và các bạn chạm vào chữ là sao lưu ngay và các bạn có thể là chọn cái tài khoản để các bạn sao lưu nè, đó trên Google Drive nè, tùy nha. Các bạn chạm vào sao lưu ngay thì khi đó những cái tin nhắn của các bạn nó sẽ được sao lưu vào đồng bộ vào trong cái hệ thống ở trên Google Drive á, trên cái Google Drive ở cái tài khoản của bạn á. Đó, thì khi đó là mình thấy là cái thủ thuật này rất là hay, vì chẳng may là các bạn có thể lỡ bị mất điện thoại thì khi mà sử dụng cái sao lưu này thì điện thoại của chúng ta nó sẽ vẫn còn được tin nhắn và hình ảnh nha. Tiếp theo, cái thủ thuật thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cái thay đổi cái kích cỡ. Thay đổi cái kích cỡ chữ. Thì cái việc mà thay đổi cái kích cỡ chữ này á là rất phù hợp với những bạn mà mắt có thể hơi kém một chút xíu. Nghĩa là chúng ta sẽ hơi bị mờ một chút xíu. Hoặc là những người có tuổi một chút xíu á, thì khi mà các bạn sử dụng cái thủ thuật này sẽ giúp cho cái việc sử dụng điện thoại của bạn dễ dàng hơn rất là nhiều luôn á. Thì để làm được điều này cũng rất là đơn giản luôn, các bạn chạm vào chữ thêm nha, xong lại tiếp tục vào cài đặt nè. Rồi vào cài đặt xong thì các bạn thêm một cái chữ là ngôn ngữ và phông chữ dùng cho mình nha. Các bạn chạm vào phần ngôn ngữ và phông chữ nè, và các bạn chạm vào cái chữ là thay đổi kích thước văn bản nè. Đó, sau khi mà chọn vào thay đổi kích thước văn bản xong thì các bạn kéo cái nút màu xanh ở phía dưới cùng nè, dưới màn hình điện thoại, các bạn kéo sang bên cái chữ ở bên phải, càng nhiều thì chữ càng to, và các bạn nhấn vào chữ xong thì khi đó là kích thước văn bản của nó sẽ hiển thị to lên, như các bạn có thể thấy ở trên cái điện thoại của mình hiện tại bây giờ đã to lên hơn so với ban đầu nha. Tư mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cách để mà các bạn có thể chặn một người mà các bạn không thích để cho người ta không có xem cái nhật ký của các bạn. Tức là khi mà các bạn đăng một cái bài nào đó mới lên trên tường trang cá nhân ở trên Zalo của bạn thì cái người đó sẽ không nhìn thấy được, còn tất cả mọi người còn lại sẽ nhìn thấy được nha. Ok, thì để làm được điều này cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn hãy vào cái chữ thêm nè, xong sau đó các bạn vào cái chữ là cũng vào cài đặt luôn, và các bạn tìm đến cái mục đó là, các bạn chạm vào cái mục đó là nhật ký và khoảnh khắc giùm cho mình nha. Sau khi mà chạm vào cái mục nhật ký và khoảnh khắc này xong thì các bạn chọn một cái chữ là chặn bạn bè xem nhật ký nè.
Đó, sau ở đây là các bạn có thể thấy đây là danh sách những người mà mình không muốn họ nhìn thấy cái không họ muốn họ nhìn thấy cái tường trang cá nhân của mình. Và các bạn muốn thêm một người nào đó khác thì các bạn chạm vào chữ thêm nè, ở phía trên có bên phải nè. Đó, thì khi mà chạm vào đây xong thì đây sẽ hiện ra cái danh sách bạn bè của bạn ở trên Zalo nè. Nếu mà các bạn thấy dài quá thì bạn có thể nhập tên, ví dụ như là tên là Nguyên đi chẳng hạn. Ví dụ vậy, mình là lấy một cái tên ví dụ nha. Đó, thì nó sẽ hiện thị ra đây và các bạn chỉ việc tích vào cái ô đó thôi. Tích vào cái ô mà các bạn không mong muốn người ta nhìn thấy thôi, các bạn tích vào cái ô đó, tên của người đó, ví dụ người này. Xong sau đó các bạn chạm vào cái dấu mũi tên ở phía trên góc bên phải nè. Các bạn có thể chọn được nhiều người nha, các bạn có thể chọn nhiều người nha. Các bạn nhấp vào đây, tiếp tục nhấp vào một cái tên đó, trên phía trên nó đã hiện ra hai người nè. Xong sau đó các bạn nhấp vào cái mũi tên màu xanh xanh ở đây, các bạn nhấn vào đó. Thì khi đó là hai người này sẽ được thêm vào cái danh sách mà người ta sẽ không xem được cái nhật ký của các bạn ở trên Zalo nha. Một cái thủ thuật khá là hay để bảo vệ cái quyền riêng tư của các bạn. Và cái thủ thuật thứ năm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là làm cái cách nào để mà các bạn có thể là chặn cái cuộc gọi từ cái người lạ. Tức là người ta chưa kết bạn với các bạn thì người ta sẽ không gọi điện được cho các bạn ở trên Zalo nha, để tránh người ta làm phiền các bạn. Vì cũng có những nhiều người không phải là bạn, hoặc là các bạn đã không có còn kết bạn nữa rồi mà người ta vẫn cứ gọi đến được. Thì cái thủ thuật này sẽ giúp cho các bạn chặn cái cuộc gọi từ những người lạ mà không có kết bạn với các bạn nha. Để làm được điều này, tương tự thì các bạn chạm vào cái chữ thêm nha. Sau khi mà chạm chữ thêm xong thì các bạn lại chạm vào phần cài đặt nè. Sau khi mà vào phần cài đặt này xong thì các bạn chạm vào cái chữ là quyền riêng tư dùm cho mình nha. Chạm vào chữ quyền riêng tư. Và ở cái phần chữ quyền riêng tư này nó có cái mục là cuộc gọi thoại và video nè. Ở đây nó có chữ là nhận cuộc gọi từ người lạ nè. Các bạn tích kéo nó về đừng có màu xanh nha. Thì khi mà các bạn tích này không cho nó về màu xanh thì những người lạ mà không có nằm ở trong cái danh bạ Zalo của bạn thì người ta sẽ không gọi được cho các bạn nha. Rất là đơn giản luôn. Thì cái phần này khá là hay để nó tránh cái việc người khác làm phiền đến cho các bạn nha. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn 5 cái thủ thuật hay ở trên ứng dụng Zalo. Thì nếu mà các bạn nào có cái thủ thuật khác hay hơn thì các bạn có thể để lại cái phần bình luận ở phía dưới để chia sẻ cho nhiều bạn khác được biết hơn nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.